Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại một khu dân cư Phú Mỹ Hưng và vị trí của Phước Sửu đang đứng là một căn biệt thự hai mặt tiền. Thì cái căn biệt thự này do là chủ nhà kẹt tiền nên bán lỗ đến 30% của cái giá mua bán luôn. Thì quý chị cùng với Phước Sửu tham khảo về cái căn biệt thự này nhé. Với một mức giá chỉ bằng một con hạt thôi quý anh chị ạ. Hơn 10 tỷ thôi. Quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn biệt thự này và cùng với Phước Sửu đi tham khảo chi tiết về cái căn biệt thự này nhé. Let's go, xin mời nào. Emberly Phú Mỹ Hưng là một dự án nhà phố biệt thự cao cấp tọa lạc tại khu vực Phú Xuân, Nhà Bè, liền kề khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, chắt lọc những tinh hoa di sản của kiến trúc Pháp với nguồn cảm hứng được lấy từ những thiên nhiên ánh sáng và những nơi chứa đựng những tâm hồn của những người nghệ sĩ. Và bây giờ Phước Sửu và mọi người khám phá bên trong của căn biệt thự căn gốc hai mặt tiền với gồm một trệt, ba lầu và có sân vườn xung quanh. Biệt thự với giá chỉ khoảng 14 tỷ một căn với một tầm view khá đẹp. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy thì tiện ích đã gần như đầy đủ, cây thì đã lên tầng và tỏa nhiều bóng mát và cho ra nhiều loại hoa. Thì ở đây thì biệt thự thiết kế bên ngoài hoàn thiện và bên trong thô. Với căn biệt thự này mình có thể thiết kế được 4 đến 5 phòng ngủ. Và căn biệt thự này thì xung quanh là sân vườn cực kỳ thoáng mát. Và mặt sau thì mình có thể nhìn trực diện về bờ sông, lấy một nguồn cảm hứng từ thiên nhiên và luồng gió mới trong căn nhà mang cái hơi thở theo phong cách châu Âu hiện đại. Căn biệt thự Emberly Phú Mỹ Hưng không chỉ mang đến cho bạn một không gian sống hoàn hảo mà còn là một nơi hưởng thụ cuộc sống trong lành và yên bình. Bạn sẽ được tận hưởng những tiện ích nội thất cao cấp của dự án và đồng thời những cái tiện ích của hồ bơi, phòng tập gym và những tiện ích xung quanh của khu viên biệt thự. Căn biệt thự có một vị trí đắc địa gần trung tâm và là khu đô thị cận kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thuận tiện di chuyển đi lại và hưởng thụ những tiện ích xung quanh. Bạn có thể kết nối với trung tâm hành chính huyện Nhà Bè khoảng 500m, là cơ quan quản lý đầu não của huyện Nhà Bè, để đem cho bạn một sự thuận tiện khi đến liên hệ về công tác. Và đặc biệt tại căn biệt thự này thì quý anh chị có thể nhận nhà vào ở ngay và cùng hòa mình với thiên nhiên. Và đồng thời những cư dân, đặc biệt là nơi đây có một người nghệ sĩ đó là Đoàn Chí Văn đã hiện diện và ở tại một căn đơn lập tại khu dân cư này. Cần thông tin nhiều về dự án này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.